Trời ơi, chuột nó gan kìa trời. Rồi em lại ấy thử coi nó ấy không. Nó gan kìa, nó đói quá vậy á. Như chuột nuôi vậy á. Đừng. Nè. Mọi người đó giờ mọi người thấy chuột mà nó dạng gì chưa mọi người? Cơ hơn chuột nuôi nữa. Nè mọi người mình xào đụng nè. Nè mọi người. Trời ơi, mới thấy luôn à. Cho nó ăn nè, rồi nó dạng như luôn mọi người. Anh em ở ngoài biển ngoài gì vô nè mọi người chứ không phải mình nuôi gì nha. Nè đụng nè mọi người. Ha. À. Nè em đụng. Cưng quá. Đụng rồi. Kìa hơn chuột nuôi đó mọi người. Kìa cái theo tay lại anh kìa. Kiểu này chắc không dám ăn thịt chuột luôn mọi người ơi. Cái nè. Trời. Đó giờ mới thấy luôn á trời. Chuột nó vô rồi kìa trời, như chuột nuôi vậy á. Đó. Nè thấy cưng không? Ngộ ha. Nè mọi người. À, vuốt rồi chừng mai mới 3 triệu đó đây luôn nha. Trời ơi. Nè mọi người. Thấy cái cảnh này rồi ai còn ai dám mà gà chuột ăn thịt chuột nữa. Ơi vui đó giờ mới thấy luôn á. Vẫn khỉ luôn trời. Kìa. Chuột thấy chạy rồi. Chứ đâu có mà để cái đụng gì được. Đấy, rửa tay coi. Cái gì? Ngẩn nó chút xíu coi. Trời. Có thui nè mọi người, mình đổ mà xương cá rồi xuống rồi lại nó ăn gì nè mọi người, rồi mình sợ đụng được không nè. Chắc nó đói quá. Đói rồi đói mà cũng đâu có nhát dạng cái này đâu. Trời. Nha. Yeah. Mới thấy luôn. Kiểu này là bắt được luôn rồi mọi người chứ không phải bắt được đâu. Dạng cái này luôn nè. Kìa. Trời ơi trời mới thấy. Dễ ăn tha là nó ăn cái cưng không? Dạ hết biết luôn mọi người. Sợ được luôn nha mọi người. Chuột mà ngoài rừng mà vô nó ăn là bạn mấy các bạn khó mà thấy cái cảnh này nha, khó mà sợ được lắm nha. Chuyện lạ đó, cái này là chuyện lạ nè. Chuột đó giờ nó đâu có mà vậy đâu. Nó có dạng mà cứ tới mình đụng được đâu mọi người. Nó thấy là nó chạy mất tiêu rồi. Cái này là thực tế là ở ngoài vô luôn nha, mình không có nuôi gì hết trơn nha mọi người. Đó giờ có ai nuôi chuột đâu. Nuôi nó đâu dạng. Nhảy, chụp hình nhỏ nhảy. Hết hồn. Còn mấy móng à, 2, 4, 5 móng à. Tưởng 6 móng là thành tinh luôn. Trời mới đã không. Mình không hay á mọi người, vợ mình mà rửa chén mà đây nè. Rồi kêu mình á, kêu mình ra coi này nè, mình đâu có tin gì đâu, mình chạy ra cái mình thấy mình mở máy lên quay cho mọi người xem luôn. Cưng quá quay hoài luôn đó mọi người. Để cầm ơi. Quay tôi đừng nó xíu ấy. Nè mọi người. Để mình cầm nó lên được không? Ơ cắn à. Sợ nó cắn à. Bảo mọi người. Nếu lên quay em. Nè, thấy không? Thấy chuột không? Đã không?
nó vuốt thôi nhỏ phái. Nhỏ phái chọc vào rồi chạy đi luôn à. Yeah. Trời kìa, giả khì luôn. Hồi nãy em thấy nó rồi, rồi cái em mới đụng nhà coi nó có đi không. Nước cục nó không có đi, rồi em mới kêu anh á. Kìa cái miếng trứng còn nguyên lại năng. Dạng thiệt, dạng mà thấy cưng quá. Coi nó có điểm gì khác không? Không, gì chuột đâu mà chuột đồng mà. Sao mà nó dạng quá vậy? À, biết. Không phải như con chuột bự á, thì nói chung là ở đây lâu năm rồi nó ăn nó quen, còn là chuột nhỏ xíu mà. Ôi bự bự nó cũng đâu có tới mà đẻ cho mình gà được. Đâu để cho mình đụng. Thấy cái cảnh này là gọi đây lên là không thấy miếng thịt chuột không dám gớ đó. Ai làm thì ăn đúng không? Kìa ở đây tao nuôi luôn mày. Thiệt đó giờ luôn á. 30 năm rồi đó tôi mới thấy á. Đói dữ rồi. Đói thì đói chứ mà em đụng có đâu được nó đâu. Ý là nói nó đói. Đụng sợ được hết trơn luôn. Chứ phải mà đụng sợ không được đâu. Vuốt cái nhỏ quá. Cái chuột này cũng bự rồi đâu có nhỏ đâu. Bự. Chà bá luôn. Kìa kìa. Phê. Kìa. Nó táp thiệt á. Trời chuột nè trời. Chuyện lạ. Cái cảnh này lạ lắm à, mọi người. Ăn cơm mà cái đổ xương ra nó ngửi mùi nữa. Mình đang ở trên nhà trên á mọi người. Mình cũng nghỉ ngơi sớm giờ đi bắt ong cũng mệt rồi. Thì mình nghỉ ngơi mình tương tác với các bạn với mọi người. Thì mình nghe vợ mình ghéo thì mình ra đây mới thấy cảnh này nè mọi người. Thì mình mới mở máy để mình quay cho mọi người xem luôn. Vàng thiệt. Bắt nuôi luôn. Nuôi nó đi. Nuôi chi bắt chi để gì đó thì như là coi nó quen ăn được thì cho vô ăn luôn. Chứ không có mà nuôi con chuột sao nuôi cái tuổi thọ có cao đâu nuôi. Nuôi sao được. Tự nhiên vậy nè. Trời ơi. Giận. Thiệt chứ. Bò với sàn lên đó. Bò cái lỗ đó. Ăn hết đống đó là no nê luôn. Chắc nói không ai tin đâu ha. Vậy gì? Thì quay cảnh này thì ta tin liền chứ làm gì không ai tin em. Chính tay anh tay em sợ luôn mà. Mọi người thấy cảnh này hay mọi người chia sẻ lên cho mọi người đều biết luôn nha mọi người. Quá dạng. Chuột này hiếm thấy mình đụng được gì lắm nha. Chứ không phải trong lòng thọc tay vô thì mình đụng được không nói gì. Còn cái này là ở ngoài tự lại ăn luôn mọi người. Trời tối lắm rồi, giờ này cũng 7 giờ mấy 8 giờ rồi. Hù nữa, nhỏ ăn cho nhỏ ăn đi hù. Kìa. Yeah.
cưng không? Dám ăn, dám ăn thịt chuột em? Thấy cái này dám ăn thịt chuột không? Ăn ăn chứ. Tôi thấy là tôi không dám, hết chấm gớ rồi đó. Dạng nó khôn quá à, nó chuột ngu đâu. Không mà đó giờ mới thấy á. Mà đúng rồi, con này nó ngu phải nè, nó đưa đầu vô nè, bắt con nào không được chứ. Nó thấy mình là nó chạy rồi. Mà sao con nhỏ này tới đụng được luôn nè. Chân quay hoài luôn á mọi người. Nãy nó chui đâu đây nè. Em đổ đây tính cho con lu nó qua nó ăn. Đó, giật mình rồi. Nó làm hết hồn. Nó ăn nó làm giật mình. Rồi mình quay bao nhiêu thôi nha mọi người. Để cho chuột này nó ăn tự nhiên đi. Thì mình thấy cảnh này lạ quá thì mình quay cho mọi người xem. Nè mọi người, ra đây nó vẫn còn ăn nữa nè mọi người. Thì bây giờ là mình cho mọi người xem là cái giờ giấc giờ này luôn nha. Thì 7 giờ 17 phút. Thì chuột này nó vẫn còn ở đây ăn nữa nè. Mình vẫn đụng được nha mọi người. Nè. Bây giờ là mình ghi up cái clip này lên cho mọi người xem luôn nha. Mình ghi up video lên luôn. 7 giờ 17 phút bây giờ mà mình chuẩn bị vô mình ghi up cái video lên luôn nha mọi người. Quá trời dạng. Đụng được luôn. Rồi, 7 giờ 18 phút rồi. Còn bây giờ mình vô ghi up luôn nha mọi người.